Xin mến chào tất cả các bạn đã trở lại với video mới nhất của kênh Xe Cuộc Sống. Thì kênh Xe Cuộc Sống ngoài chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống, về xe thì mình cũng chia sẻ những cái vấn đề về kinh nghiệm, về hoặc trong quá trình nuôi chim cá cảnh nha các bạn. Thì hiện tại thì mình muốn đổi cám. Hiện tại là mình đang muốn đổi cám cho cái con tia chớp của mình. Thì trong cái quá trình mà mình nuôi á, thì khi mà mình lập cho nó ăn cám thì nó có cái dấu hiệu là nó không hợp cám các bạn. Tất cả bạn, con chim nó đi phân không có khu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong quá trình chơi nó không trong cái quá trình mà nó ăn nó phá cám rất là nhiều, rồi dẫn đến là không có cái sự ổn định trong cái quá trình chơi. Thì mình mới đổi cám. Thì để đổi cám thì hầu như là tất cả các bạn đều biết rồi. Đó, hầu như là tất cả các bạn là đều biết cái việc đổi cám, nhưng mà để mà biết mà chính xác hoặc là chuẩn mực cho cái người mà mới chơi chim á thì hầu như là mấy anh em chưa có biết. Chim nó ăn mà nó hay phá cám và cái phân nó nát và nó không có được ổn định thì mình cái việc đổi cám đều không thể các bạn. Hoặc là trong cái quá trình mà mình nuôi, như là mình chia sẻ trong cái video của kênh Chồng Đam Mê đó, trong cái quá trình mình nuôi thì con chim nó ăn lên nó quá hực, nó quá căng, thì hoặc là nó rụng lông, có những cái biểu hiện nó rụng lông bất thường thì là cám nó quá nóng thì chúng ta phải đổi thôi. Và khi mà sử dụng cám thì chúng ta coi con chim phát ăn nó có phân, nó có khuôn hay không, và trong cái quá trình mà nuôi đó là con chim nó có hực hay không, nghĩa là nó căng, nhưng mà nó phải căng ổn và căng là do là mình chăm sóc điều độ, chứ phải là mình ăn cám vô là con chim nó căng lửa. Vì có cám, nếu mà như thế thì cám trong cái hàm lượng cám nó căng nữa là nó có lửa, nó hăng trong một thời gian thôi, nếu mà chăng nữa thì nó sẽ hư và rụng lông chim hết đó. Thì mình đổi cám vì cái lý do đó. Thì để sẵn tiện thì mình cũng quay video cho tất cả các bạn xem. Thì bây giờ là do chiều rồi, chuối thì mình cũng sẽ chuẩn bị bỏ cái miếng chuối đó nha. Thì bây giờ là cho mình sẽ dơm cho các bạn coi cái phân của nó nè. Thì hiện tại là nó đã ăn, con này là mình cho ăn chuối chuối ương, chuối sứ. Để mình lấy chuối cho bạn xem. Đây các bạn, chuối này nè, chuối ương. Thì chuối ương này thì mình gọi là chuối sứ nha. Thì các bạn sẽ lựa những cái trái mà trong cái khi mà mình chuẩn bị đổi cám thì mình lựa những cái loại trái chuối ơ sứ này nè, mà nó ương nó còn sống á, cho con chim nó ăn. Thì khi mà mình cho con chim nó ăn khoảng từ 3 đến 4 ngày thì bắt đầu mình sẽ bổ sung cám vô. Và trong cái thời gian này mình cũng kết hợp là chuẩn bị cho chuối ương và cám mà mình mới cho vào á, tất cả các bạn, tất cả anh em. Thì lưu ý là không nên cho chim ăn châu chấu và cho chim ăn những cái loại trái cây mát trong cái thời gian này, bạn lưu ý nha. Thì nghĩa là mình cho ăn chuối, khoảng 3-4 ngày, 5 ngày gì đó, cho con chim cái đường ruột con chim nó sạch đi, nó ổn định đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ kết hợp giữa cám mới lại là chuối ương đó. Thì trong cái thời gian này thì tất cả các bạn cũng lưu ý là không được cho chim ăn châu chấu và trái cây mát nha, không được ăn mồi tươi và trái cây mát. Vì sao? Vì khi mà đổi cám thì đường ruột con chim nó cần cái thời gian để nó thích nghi. Và trong cái thời gian này, nếu mà nó khi mà đổi cám thì cái hàm lượng cám nó cũng mới và cũng dễ gây cái vấn đề về đau bụng cho chim đó. Thì trong cái chuối xanh này nè, trong cái hàm lượng chuối này nó có cái chất tannin giúp chống đau bụng và ổn định là cái đường ruột cho con chim. Thì chế độ phơi nắng thì phơi buổi sáng từ 7 đến 8 giờ phơi từ 7 đến từ lúc 7 đến 8 giờ sáng nha các bạn. Và một số con đường ruột quá yếu thì có thể là cho uống thêm nước trà xanh, mình uống nước trà xanh á, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Và khi mà chúng ta sử dụng cái loại nước đó trong cái quá trình mà chúng ta đổi cám cho chim á, thì chúng ta cũng lưu ý là phải hai nước mỗi ngày. Bản thân bây giờ nước này nước sạch nè, mình cũng hai mỗi ngày, không nói nhiều, mình cũng hai đều đặn mỗi ngày luôn, không nói gì cả. Thì như thế thì nó sẽ đảm bảo và nó sẽ ổn định cho con chim trong cái giai đoạn mà tất cả các bạn đổi cám cho chim. Nghĩa là bây giờ mình nói lại ha, mình cho bỏ chuối cho ăn từ 3 đến 4 ngày 5 ngày gì đó, sau đó mình sẽ kết hợp giữa chuối và cám mới. Bây giờ mình sẽ cho cám mới vào, bạn thấy không, trong cái lồng này đâu có cái hũ cám đâu, bạn thấy không đó. Thì bây giờ mình sẽ cho con chim nè, cho con chim nó ăn cám kết hợp với chuối đó. Và trong cái giai đoạn này chúng ta tuyệt đối là không được cho ăn là cào cào mồi tươi, không cho ăn cái cây mát, và chúng ta chỉ cho ăn chuối ương và cám thôi để con chim nó ổn định. Và nếu mà cái đường ruột nó không ổn định thì chúng ta có thể vào một ít nước trà xanh nha, để cho trà xanh con chim nó ổn định. Và khi mà chúng ta dùng cái nước đó thì chúng ta cũng cố gắng là hai nước mỗi ngày, thì mình tin rằng là khi mà mình đổi cám bài bản như thế thì con chim nó sẽ không bị ảnh hưởng. Tại vì nói có những anh em nói là có đổi cám thôi mà làm gì đâu mà phải kỳ công cắt công như thế, thì không phải nha anh em. Nếu mà chúng ta làm không đúng mà chúng ta
mấy anh em mà có những cái gì mà muốn nhanh á, giục tốc á, thì con chim nhiều khi là có những con nó khó tính khó chịu thì nó sẽ bị bể, hoặc là nó bị rớt lửa luôn, mắc lửa luôn. Mấy anh em cũng lưu ý về cái vấn đề này. Thì bây giờ mình sẽ cho con cám vào. Cái đường ruột của chim thì nó rất là nhạy cảm, nó ăn ăn là nó tiêu hóa liền, cho nên là cái bố lòng này nó hơi dơ, là mục đích là mình là muốn để lại cho mấy anh em xem ha, tại vì nó ăn chuối bên đây. Bữa nay mình cũng bệnh cảm nên là có gì mấy anh em xem video thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ cho con chim ăn và mình cũng tiếp tục quan sát ở trong một khoảng thời gian nào đó để xem coi là nó ổn định hay không. Nếu nó ổn định rồi thì trong một tuần là chúng ta xong một tuần chúng ta có thể chăm lại bình thường, chăm sóc đặc biệt bình thường nha các bạn. Rồi, chắc có lẽ là mình dừng video tại đây. Thì khi mà các bạn xem video, anh em xem video nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh Xe Cuộc Sống nha tất cả anh em, tất cả các bạn. Tại vì kênh của mình cũng cần được cái số lượng người đăng ký. Với hy vọng với cái chia sẻ này, thực tế này thì anh em nào biết rồi thì thôi, nhưng mà nhiều khi là những anh em họ chưa biết thì có thể là giúp được cho tất cả anh em trong cái quá trình mà đổi cám cho chồng màu. Thì tuy là nó mới, nó không phải là mới, nhưng mà nhiều khi là chúng ta làm không đúng, chúng ta có vội vàng trong quá trình chúng ta chăm thì nó thật sự là nó không tốt. Thì xin chào mấy anh em, hẹn gặp lại mấy anh em ở video tiếp theo nhé.